Một cái là FIFA, FIFA. bảo là san gạt để lấy thì đất lấy quặng thì chắc là không có, mà cũng chẳng có cái chỗ đấy là ấy cả, Chắc là không có hay không là không có, có? không có, không có. Chắc chắn không? Vâng, chắc chắn môi trường Chắc chắn không có việc xẻ đất đôi để lấy khá đất đông đá lắm, hay đông lắm, khoáng nhưng mà sản người ta cao nuôi lanh. đấy, Đó là lời cái khẳng ruộng định vàng trắc người nịch khác thì của nó Phó có Chủ liên tịch xã quan đến Tân đất. Phương, huyện Thanh Thủy. Nhưng thực tế là đây. Bao nhiêu xe trống đi vào là bấy nhiêu xe chở đất đá và khoáng sản đi ra. Lẽ vậy, những chiếc máy xúc cũng hoạt động hết công suất. Chỗ này phải đến 30 xe làm gì nữa. Đây này, số nó vẫn tới đây này. 11 con. À, 11 con à? Sáng nay được bao chuyến đây rồi? Đây, con này thì 4 con, 4 lên gạch thì là 5. Chỉ tính riêng một nhóm khai thác như thế này thì một ngày có đến hơn 50 lượt xe, 10 tấn vận chuyển ra vào. Theo trình tự, đào bới lớp đất đá bề mặt, rồi vàng trắng cao lanh bên dưới sẽ lộ dần. Mọi công đoạn cứ thế diễn ra từ ngày này sang ngày khác. Đấy, ví dụ như cái đất đấy mà xuống nó đang xúc đất này mà xuống nó có khoáng sản, nó lại manh mối, nó lại mách trong nọ mách trong kia, ông nào làm được thì ông vào mà làm thế thôi. Đúng là đơn giản như vậy, không cần giấy phép, những quả đồi được xuyên thủng nhằm tận thu khoáng sản. Luật bất thành văn, lãnh địa của ai người đó tự quản. Có những ông chủ có điểm mỏ khai thác trải dài từ huyện này sang huyện khác và họ được hộ mệnh bằng những tờ giấy như thế này. Đây bản đồ. Đây bản đồ. Bản đồ kèm theo cái diện tích khai thác. Ngoài ra thì những cái giấy tờ liên quan tới báo cáo tác động môi trường thì sao? Thì tôi có hết nhưng mà tôi để nhà, tôi không đem đi đây. Tôi lưu trữ ở một cái nơi để bảo vệ. Giấy phép cấp vội, những thủ tục chuyển giao đất rừng cho đến báo cáo tác động môi trường đều chưa hoàn chỉnh. Ấy vậy mà, những cây non đã nhanh chóng triệt hạ. Thay vào đó là những chiếc máy xúc hì hục ngày đêm. Đồi núi dần được san phẳng. Và cứ thế, vàng trắng cao lanh chảy máu, mà mặc nhiên không ai đoái hoài.